Xin chào các bạn, ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dựng hoàn thiện cái mô hình bằng cách là sao chép các cái tầng từ tầng dưới lên tầng trên. Thì trước khi mà chúng ta sao chép thì ở đây cái ví dụ của ta là chúng ta dựng nhà 15 tầng thì có 15 tầng là giống hệt nhau về cấu tạo, kết cấu và các cái chi tiết về cột dầm sàn. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ sao chép từ tầng 1 lên tầng 15. Thì trước khi sao chép thì các cái bước như là chia các cái phần tử cột dầm sàn đến vách chúng ta sẽ phải thực hiện trước ở cái tầng này. Thì ở đây thì cái sàn, ở trước khi mà dựng sàn thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cái chia sàn và chia vách rồi. Thì nay mình sẽ nói lại một chút về cách chia. Thì mục tiêu của chúng ta khi chia phần tử thủ công là chúng ta chia làm sao cho nút của các phần tử là giao nhau. Không có chuyện các cái phần tử mà có nút lại nằm ở giữa cái phần tử khác. Ví dụ như trường hợp cái dầm này nó đang chạy dài dằng dặc như thế này, thì đây là một phần tử dầm, thì các cái nút giao này này là của các cái phần tử khác thì đang nằm ở giữa cái dầm này, như vậy là chưa được, chúng ta sẽ cần chia lại. Hay là ví dụ như là có một cái ô sàn như thế này, giả sử mình chia đôi nó ra đấy, thì trường hợp như này là có các cái nút ở góc này này là nó đang nằm tại vị trí giữa của cái sàn. Đấy, thì như vậy là cũng chưa hợp lý, thì chúng ta sẽ chia ra. Ở đây mình lấy ví dụ như chúng ta có cái ô sàn đang được chia ra như thế này, mình chia đôi. Đó, bây giờ mình sẽ chia tiếp, thì chúng ta sẽ bước chia sàn như sau. Để chia sàn thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn hết cả cái ô sàn, hoặc là các bạn muốn chia ở khu vực nào chúng ta chỉ chọn cái khu vực mà cần chia. Sau đấy vào Edit, chọn Edit Cell và chọn Divide Sao. Ở đây có mấy công cụ chia mà chúng ta hay dùng, ví dụ như là công cụ cookie cut floor này, rồi là cookie cut floor object, thì cái này chúng ta ít dùng. Ở đây có hai cái công cụ hay dùng nhất là divide quadrilateral và triangle, nghĩa là chia theo hạng hình phần tử chữ nhật hoặc là hình tam giác ấy, nhưng mà chia thành các phần đều nhau. Thì có chia theo phương x và chia theo phương y. Thì các bạn muốn chia cái phần tử bé ra bao nhiêu thì có thể nhập vào đây. Đúng không? Thường thì mình làm một cái ví dụ như này, thoát cái này ra. Ví dụ cái phần tử ô sàn này, mình muốn chia đôi nó ra theo phương này, thì có thể vào Edit này, Edit Cell, Divide Cell, nhập vào theo phương x là 2, phương y là 2. Sau đó Apply. Đấy, các bạn thấy nó đã chia ra như thế này. Đóng lại. Thì bây giờ nếu đã chia ra như thế này thì các cái phần tử sàn này nó đang bị từ giữa phần tử sàn khác, nên các cái sàn khác này mình cũng muốn chia tương tự ra như vậy. Thì mình sẽ làm như sau. Thì là mình sẽ chọn toàn bộ cái sàn tầng 1 và Edit này, Edit Cell và Divide. Sau đấy để chia tại các cái nút giao nhau thì mình chọn vào công cụ thứ tư. Trong công cụ thứ tư này thì nó có 3 cái tùy chọn. Một là cái dòng đầu tiên này này, là chia sàn ra tại các vị trí của lưới trục, tức là các cái lưới chính trục 1, 2, 3 của chúng ta. Hai là chia sàn ra tại các cái nút mà đã được chọn, cái nút biên của các dầm đã được chọn. Ví dụ như cái sàn này, nó sẽ được chia ra tại cái nút này, chia ngang như này. Ba là chia tại các cái phần tử thanh đã được chọn. Ví dụ như là có một cái ô sàn rất to, nó có cái thanh nằm ở giữa đây, thì nó sẽ chia theo cái thanh đấy. Thì ở đây cái lưới thì ban đầu vẽ mình đã vẽ theo lưới rồi, nên mình chỉ cần chọn hai công cụ sau và apply. Đấy, các bạn làm đi làm lại đến bao giờ nó không chia được nữa thì thôi. Đấy, chúng ta cứ chọn và apply. Nếu như trong quá trình chia mà các bạn thấy cái đường chia nó bị xiên này, thì các bạn có thể chọn cái phạm vi chia cái sàn nhỏ lại. Ví dụ thay vì chọn cả cái sàn thì mình chỉ chọn một góc như thế này thôi chẳng hạn. Đấy, và apply. Đấy, thì nó sẽ chia thẳng. Đó, đây chúng ta sẽ chọn tiếp, apply. Đấy, đến bây giờ là nó sẽ không chia tiếp được nữa, các bạn có chọn thì nó cũng không chia được nữa, thì chúng ta dừng lại. Trường hợp các bạn không muốn chia sàn mà muốn nối hai cái bản sàn lại với nhau thì các bạn có thể chọn hai cái ô sàn, ví dụ hai ô này, chọn và edit, chọn edit cell và chọn merge. Đấy, nó sẽ nối hai, nó sẽ hỏi là nối thành ô nào, đúng không? Hai cái ô này này, nó sẽ hỏi là các bạn có đồng ý nối không thì chắc là ok. Và nối nó thành phần tử tên là bao nhiêu thì các bạn chọn ở trong phần
apply assignment form này, 41 này ha. Ok. Đấy, nó sẽ nối hai ô này lại. Đấy, chúng ta không nối thì Ctrl Z lại. À, ngoài ra trong công cụ Edit Cell thì có một vài công cụ khác các bạn có thể dùng. Ví dụ như là thế này, mình chọn một cái ô sàn. Xong đấy vào Edit, Edit Cell và Expand. À, nó hỏi chúng ta là expand tức là mở rộng cái ô sàn này ra, thì mở rộng ra bao nhiêu, ví dụ một chẳng hạn, apply. Đấy, các bạn thấy cái ô sàn đã được mở rộng ra xung quanh 1 mét, đúng không? Đấy, đây chúng ta không mở rộng thì Ctrl Z lại. Đấy. Rồi, ngoài ra còn có các công cụ như là chamfer, mình chọn này và edit cell. À, nó có split hay là chamfer, các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta cần. Ví dụ chamfer slab corner này, mình chọn chamfer này. À, nó sẽ hỏi cái góc chamfer là bao nhiêu, ví dụ chọn 0.5 đi, apply. Này thì mình nâu có, nó bảo không có cái góc nào để mà chamfer cả. À đây, để chamfer thì nó yêu cầu là phải chọn cả cái nút. Ví dụ đây, Ctrl Z lại nhá, chọn sàn thì phải chọn cả cái nút này. Đấy, xong cái chamfer. Đấy, nó sẽ chamfer cái góc như thế này. Thường thì cũng ít khi dùng cái này nên đóng lại Ctrl Z. Đấy là về chia sàn, hiệu chỉnh sàn trước khi sao chép. Tiếp theo là hiệu chỉnh thanh. Ví dụ cái thanh dài như thế này, chúng ta cũng cần phải chia nó ra tại các nút. Thì đây để chia thì mình sẽ chọn cả cái sàn, sau đó vào edit frame và divide để chia, thì chúng ta chọn divide frame để nối nó lại thành thanh, thì chọn join frame. Điều divide này, nếu các bạn muốn chia thanh thành các phần đều nhau thì chúng ta chọn dòng đầu tiên divide into, chia thành bao nhiêu phần thì nhập vào đây. Nếu các bạn muốn chia cái thanh tại các cái thanh giao nhau hoặc tại các nút mà chúng ta đã chọn thì chọn dòng số 2, và nếu muốn chia tại các cái lưới thì chọn dòng số 3. Thông thường chúng ta sẽ chọn dòng số 2. Xong lại apply này. Đấy, thì các bạn thấy cái dầm này ban đầu nó dài mấy nhịp, bây giờ nó đã được chia ra tại các điểm nút giao nhau. Ở bài tiếp theo này mình sẽ, nếu bây giờ các bạn muốn công cụ trong nối nó lại, nối hai thanh thẳng hàng lại, thì các bạn có thể chọn hai thanh này. Đúng không? Vào công cụ edit frame và chọn join. Đấy, các bạn thấy nó sẽ nối lại. Đấy, đây chúng ta chia ra thì mình chọn là chia ra như ban đầu, xếp lại. Như vậy là các bạn đã có một tầng được dựng hoàn chỉnh với các cái kích thước cấu kiện là đã đúng như chúng ta mong muốn. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện cái mô hình từ tầng 1 lên đến tận tầng 15 bằng dạy replicate như video trước chúng ta đã giới thiệu. Mình sẽ chọn toàn bộ các bộ phận kết cấu của tầng, sau đấy vào edit và chọn công cụ replicate. Ở đây mình sẽ copy theo tầng và chọn phần story. Sau đấy chúng ta trong phần story này, cái phần replicate on stories, mình sẽ chọn từ tầng 2 cho đến tận tầng 15. Đó, tức là chúng ta sẽ tạo ra bản sao trên tất cả các tầng này. Sau đó apply. Và ok. Đấy, các bạn thấy là nó đã tạo ra bản sao trên tất cả các tầng. Và thông thường ở mô hình thật ấy thì cái phần tầng mái của các bạn tầng 15 này này nó sẽ khác so với lại các tầng dưới. Cái phần kết cấu này thì các bạn lại tiếp tục dựng cái mô hình mới ở cái phần mái này như là cách chúng ta dựng ở tầng 1. Đấy, như vậy là bây giờ chúng ta đã có một cái mô hình hoàn chỉnh về mặt hình học. Thì bước tiếp theo là các bạn chỉ dùng cái mô hình này để gán các cái thông số như là liên kết hay gán tiết diện rồi gán tải trọng vào là chúng ta có thể phân tích được. Bây giờ chúng ta xếp cái mô hình lại. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.